sáng ngày 1 tháng 6 tại chốt kiểm soát đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, hàng nghìn phương tiện ùn ứ xếp hàng chờ kiểm tra y tế, khai báo y tế trước khi vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp chưa khai báo được hướng dẫn đến khu vực khai báo y tế tại chốt để khai báo. Đồng thời người dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân như thẻ cán bộ, công chức viên chức, công nhân viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nơi làm việc được phép hoạt động. Phần lớn người dân thực hiện đầy đủ thủ tục thì được cho qua, tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp không đầy đủ giấy tờ nên đứng chôn chân trên vỉa hè. Các phương tiện di chuyển sát nhau, nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Có cũng rất là ảnh hưởng công việc làm ăn á, đột xuất thì không biết như thế nào, đang bị cận giữa đường chứ không biết không? Được, khai báo mà cái điện thoại thì chưa khai báo được á. Tình hình cộng đồng chung thì sẵn sàng khai báo cho nó đàng hoàng á, tại vì lợi ích chung là cho mọi người của chúng ta mà. Sau nhiều giờ chốt chặn đến 8 giờ 15 phút, chốt kiểm soát tại đường Nguyễn Kiệm đã phải xả trạm để xe và người dân lưu thông qua. Hôm qua ngày 31 tháng 5, tình trạng ùn ứ tại các cửa ngõ ra vào quận Gò Vấp đã xảy ra và quận phải xả trạm. Hôm nay tình trạng lặp lại nên quận tiếp tục xả trạm.